Xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vạn sự bình an. Mình ở bên Gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Hôm nay mình thực hiện một cái video clip làm côn, hay mình gọi là thay côn cho con xe Suzuki 500 kg. Đấy, con xe này thì có khách hàng đem đến thì có mô tả một cái bệnh như thế này. Tức là khi đi vào số nó rất là khó, rất là sượng, mà đạp côn nó rất là nặng. Đạp côn nặng mà các bạn biết là cái dòng xu này khi đi côn nó nặng ấy, tức là đi trong phố thì khó chịu lắm. Mà cái xe xu này nó lại lái là lái cơ, đâm ra côn nó nặng thì đi nó rất là khổ. Nhất là cái điểm mà quay đầu ấy, quay đầu hoặc là tiến lùi thì rất là khổ luôn. Đấy, mà con xe này chạy nó cái km nó cũng không được nhiều đâu. Đấy, thì đây trong quá trình mình sẽ làm đến đâu, mình tháo những cái chi tiết gì mình ra, đấy mình sẽ ghi lại cho các bạn. Bởi vì con này hiện tượng khách hàng mô tả là đi nó khó chịu lắm, tức là quay đầu này hoặc là tăng tốc, cái dòng này côn nó kém rồi, khi mình tăng tốc lên là nó cứ dần dần nó mới lên được. Mà đạp côn nó dai, côn dai mà đi máy nó yếu, tức là đi cảm giác xe nó yếu, nó không bốc. Bắt đầu đôi bên mới quyết định là hạ côn, hạ số để kiểm tra côn. Thì con này đồng thời là khi kiểm tra là thấy cái phớt ở đằng sau, tức là phớt đuôi số chảy dầu. Chảy dầu thì là khi mình tháo cái cắt đăng này, mình bị hạ hộp số là mình phải rút cắt đăng ra. Đấy, hạ hẳn hộp số xuống đất. Thì anh em hạ xuống rồi này. Hạ xuống các bạn nhìn thấy cái bàn ép này. Cái lanh ghê này gần như là cụt, không còn gì, thế nào côn nó rất dai. Về cái phần lá côn ấy, cái độ giảm giật của nó ấy. Bởi vì con này mà sao đi nó giật, nó giật ở cái chỗ là độ giảm giật nó bị dơ, bị tê nó kêu. Cái này cứ mỗi lần đạp côn vào, hơi đạp chân côn vào cái là nó kêu cứ xè xè, kêu nhức đầu, khó chịu. Riêng con xe này thì cái lá côn này nó không mòn, nhưng mà ngược lại là cái dòng này là nó nhìn thì nó vẫn là dày. Đấy. Nhưng ngược lại là cái độ giảm giật của cái lò xo nó bị dơ. Cái này là khi mình làm là mình tháo ra mình vệ sinh. Vệ sinh dùng giấy giáp đánh càng kỹ càng tốt, đánh sạch. Đây, cái giảm giật ở cái lá côn là nó dơ, nó cứ ọc ọc ọc. Cái kiểu cái này là cái xe này là tải hàng nhiều ấy. Bắt đầu côn ra nhưng mà cái côn này nó không đều, nó giật. Nó gây nên là nó cái ắc của cái lò xo này là nó dơ. Thế nào con này đi nó giật. Phớt thì chảy dầu rồi, là thay cái phớt ok rồi. Đấy, cái phớt của nó thay vào phát là đằng sau nó sẽ khô cong hết. Đây, cái lá côn mới đây. Mình bóc cái bàn ép mới ra trước. Bàn ép này kiểm tra xem so với cái bàn ép vừa tháo ra. Nhìn cái điểm cái lanh ghê, cái điểm gọi là mặt trời ấy. Đấy, mới nguyên đai luôn. Đây này. Đấy, cái điểm lanh ghê. Nó phải dương lên, đấy, cái này gần như là nó bị cúp rồi, đây nó mỏi rồi. Dương này khi mình siết, mình siết vào là cái phần lanh ghê này nó phẳng này. Nó phẳng thì đạp côn mới nhẹ. BT thì nên loại này là cái lắp cái hàng chuẩn này. Lắp cái hàng của Nhật này vào là ok nhất này. Hàng này hàng Koyo, Koyo là hàng chuẩn nhất của nó rồi. Làm sao mà khi côn vào nó phải nhẹ, bởi vì cái dòng xe su này là cái lái của nó lái cơ mà. Lái cơ khi mà côn nó nặng thì mình quay đầu vẩn nó khổ lắm. Côn mà nó nhẹ nhàng ấy thì cả khi mình quay đầu hoặc là mình đỗ đèn xanh đèn đỏ nó cũng không, mình đạp côn vào nó nhẹ nhàng thì đi nó không bị mệt.
Riêng đi ô tô mà bị mệt thì nó khó chịu lắm. Đó. Đấy, sau khi anh em lắp ráp xong xuôi đâu đấy hết rồi thì cái côn này này chỉnh đều, chỉnh đều cái một số mà nó rất dễ. Dễ. Nhưng đặc thù của dòng xe su này, bởi vì su này bây giờ gần như là su đây gọi là su biển D này, hay gọi là bán tải này. Trông như này nhưng mà chở được nhiều hàng lắm, như dòng su. Nhưng su máy của Nhật thì độ bền nó cao. Nhà anh em cũng hết vào rồi, cũng cả hộp số không. Cái tiêu chí mình làm côn làm sao mà khi lên đạp côn nó phải nhẹ. Mà cái côn này là mình lên để cái trạng thái là hơi ra côn nó đã bám rồi thì đi nó rất là khỏe xe. Cái côn mà nó càng mòn thì nhấc chân côn nó càng cao. Cái dòng côn này làm dòng xe su này làm côn nó rất nhanh, hạ hộp số hoặc lắp đặt nó nhanh, dòng máy dọc mà. Thì mình vừa thực hiện xong cái video clip là thay bộ côn cho con xe Suzuki 500kg nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.